Mới đây, một bức ảnh đã gây sốt trên khắp thế giới ngay trước thềm World Cup 2022 diễn ra đã được công bố với khoảnh khắc hai huyền thoại của làng túc cầu thế giới Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ngồi đấu trí trên bàn cờ trong tác phẩm được mô tả là bức ảnh của thế kỷ. Quả thực, bức ảnh này đã tạo nên sự thú vị cực kỳ lớn và khiến người mộ không khỏi tò mò. Sau đây, Sắc Khúc cùng Cảm Show đi khám phá bí ẩn đằng sau bức ảnh thế kỷ của Messi và Ronaldo trong phần sau của video. Nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ cho Cảm tiếp tục sản xuất những video chất lượng khác đến với anh em. Bức ảnh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ngồi đấu trí trên bàn cờ là một tác phẩm thuộc chiến dịch quảng bá của thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton. Hơn hết, nó đều được cả Messi và Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân Instagram. Trong đó, cả hai huyền thoại của bóng đá thế giới đều viết với nội dung tương tự nhau. Chiến thắng là một trạng thái của tâm trí. Bức ảnh Messi chơi cờ với Ronaldo tạo cơn sốt ngay sau khi được đăng tải. Sau 7 giờ đăng tải, bức ảnh trên trang cá nhân của Ronaldo có 5 triệu lượt thích và 286.000 lượt bình luận, trong khi con số trên trang của Messi là 3,9 triệu lượt thích và 333.000 bình luận. Càng thú vị hơn, tấm ảnh ra mắt vào thời điểm đặc biệt khi cả Messi và Ronaldo chuẩn bị cùng Argentina và Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2022. Sự xuất hiện của Ronaldo và Messi trong cùng một khung hình để chơi cờ vua là khoảnh khắc mang tính biểu tượng khi cả hai đều là huyền thoại làng túc cầu và chuẩn bị thi đấu ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Gazzetta dello Sport ví von đây là bức hình của thế kỷ. Daily Mail gọi đây là lần đầu tiên Ronaldo và Messi đoàn kết. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho rằng đây là bức ảnh của năm. Nhiều chuyên gia bóng đá cũng nhận định đó là khoảnh khắc lịch sử, dù đây chỉ là ảnh quảng bá sự kiện. Trên các trang mạng xã hội, nhiều cổ động viên đặt câu hỏi vì sao Louis Vuitton lại thực hiện concept với bàn cờ vua, dù nhân vật chính của tấm hình là hai siêu sao của môn bóng đá. Thậm chí, còn có rất nhiều sự tranh cãi về việc với nước cờ trên bàn, liệu Messi hay Ronaldo mới là người giành chiến thắng cuối cùng. Trên thực tế, bức ảnh Ronaldo và Messi chơi cờ vua được sắp đặt tỉ mỉ. Nó mô phỏng lại ván đấu giữa vua cờ Magnus Carlsen và đại kiện tướng Hikaru Nakamura vào năm 2017. Và thế cờ trong bức ảnh chính là nước thứ 36 trong trận đấu ấy. Ở thế cờ này, nếu đến lượt Ronaldo thì anh nhiều khả năng sẽ chiến thắng. Còn nếu đến lượt Messi thì trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Thực tế ván đấu năm ấy của Carlsen và Nakamura có tỷ số hòa. Đây giống như phép ẩn dụ của việc khó phân định Messi hay Ronaldo ai mới thực sự là cầu thủ xuất sắc nhất của mọi thời đại. Hiện tại, Magnus Carlsen vẫn đang giữ ngôi vị vua cờ, dù anh vừa từ bỏ trận tranh ngôi vương sẽ diễn ra vào năm 2023. Còn Hikaru Nakamura luôn nằm trong top 5 kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới. Trên trang Twitter cá nhân, vua cờ Magnus Carlsen đã đăng dòng trạng thái vui về bức ảnh huyền thoại này. Cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại thứ hai bắt chước cặp vĩ đại nhất. Như vậy, Louis Vuitton dường như muốn nói rằng cuộc đối đầu giữa Messi và Ronaldo sẽ có kết quả hòa. Nhưng cả thế giới đã chứng kiến một cuộc so tài vĩ đại giữa hai ngôi sao lớn nhất thế giới bóng đá trong suốt 15 năm qua. Đặc biệt hơn, chiếc vali lớn nằm bên dưới có hoa văn rất giống với chiếc cặp đựng cúp vàng của World Cup 2018 do chính Louis Vuitton thiết kế. Vì thế, nhiều khả năng chiếc vali nhỏ phía trên mà Messi và Ronaldo dùng thay cho bàn cờ chính là mẫu cặp đựng cúp vàng World Cup năm 2022. Louis Vuitton còn muốn nhấn mạnh ý tưởng rằng cả hai siêu sao này đang đi những nước cuối cùng trong sự nghiệp của chính mình tại World Cup. Người thực hiện tấm ảnh đi vào huyền thoại này không ai khác ngoài nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz, người được mệnh danh là người cầm máy ảnh để vẽ lên những tác phẩm để đời. Nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ là chủ nhân của hàng tá những tấm chân dung cho người nổi tiếng như nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson, David Beckham, Angelina Jolie, Eddie Redmayne. Ngoài những tấm ảnh chân dung mang tính chất lịch sử, bà cũng luôn là cái tên được các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới chọn mặt gửi vàng để thực hiện các chiến dịch quảng cáo tầm cỡ. Ở năm 2010, chính bà là người đã thực hiện tấm ảnh chơi bi-lắc của ba huyền thoại vĩ đại bậc nhất của làng bóng đá thế giới là Pele, Diego Maradona và Zinedine Zidane để làm hình ảnh quảng bá cho Louis Vuitton cũng như ngày hội World Cup năm đó tại Nam Phi. Anthony Arnold, giám đốc truyền thông của Louis Vuitton khi ấy, chia sẻ với bức ảnh có cả Pele, Maradona và Zidane. Ba huyền thoại sống cùng xuất hiện, còn giấc mơ nào tuyệt vời hơn với người hâm mộ bóng đá. Buổi chụp hình ba danh thủ vĩ đại cùng mang áo số 10
diễn ra tại quán bar có tên Coffee Maravillas ở thành phố Madrid. Concept của bức ảnh này là ba người cùng chơi billiard, một trò chơi thường thấy tại các quán bar mô phỏng theo bóng đá. Các tư liệu hậu trường do chính Louis Vuitton cung cấp cho thấy Annie Leibovitz cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ tính toán tới từng chi tiết của bức ảnh, bao gồm góc máy, vị trí đánh sáng và biểu hiện của các nhân vật. Bức ảnh chụp ba huyền thoại ra đời quy tụ đầy đủ cung bậc cảm xúc như niềm vui, sự hào hữu và cả tính cạnh tranh trong bóng đá. Thông điệp của bức ảnh này là ba hành trình vĩ đại, một trận đấu lịch sử. Về Annie Leibovitz, ban đầu bà dự định theo đuổi ngành hội họa và thậm chí đã ứng tuyển vào Học viện Nghệ thuật San Francisco. Tuy nhiên, không lâu sau khi nhập học, bà tìm ra đam mê lớn nhất của đời mình, đó là nhiếp ảnh. Từ đó, Leibovitz bắt đầu dự các lớp học buổi tối về nhiếp ảnh và tự rèn luyện kỹ năng chụp hình. Năm 1970, Annie Leibovitz gặp Jan Wenner, chủ biên tạp chí lừng danh Rolling Stone. Công việc đầu tiên mà Wenner giao cho Leibovitz chính là chụp hình John Lennon, khi ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp cùng The Beatles. Sản phẩm đầu tiên của Leibovitz lập tức gây ấn tượng và trở thành trang bìa cho tạp chí ra ngày 21 tháng 1 năm 1971. Từ đó, tài năng của Annie Leibovitz được thừa nhận rộng rãi. Bà chỉ mất 2 năm để trở thành trưởng ban ảnh của Rolling Stone. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Annie Leibovitz về đề tài nghệ sĩ chính là John Lennon. Năm 1980, ca sĩ nhạc sĩ lừng danh này mới ra album có tên Double Fantasy với Yoko Ono. Thế nên, tờ Rolling Stone muốn cặp vợ chồng cùng xuất hiện trên trang bìa của số tạp chí tiếp theo. Khoảng 5 tiếng sau khi tấm ảnh ra đời, John Lennon bị bắn chết ngay trước căn hộ của mình. Từ đó, tấm ảnh của Annie Leibovitz trở thành huyền thoại và là tác phẩm tiêu biểu trong lịch sử tạp chí Rolling Stone. Những năm tiếp theo, Annie Leibovitz tiếp tục cho ra đời những tác phẩm nhiếp ảnh tuyệt đẹp. Năm 1983, bà chuyển sang chụp hình cho tạp chí Vanity Fair và tiếp tục phát huy toàn bộ chất điên của mình trong nhiếp ảnh. Có lần, trong một cuộc nói chuyện, phóng viên đã hỏi nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz rằng liệu có đúng là bà đã dùng Photoshop để chỉnh thêm một số bức ảnh hay không. Và bà sẵn sàng thừa nhận vì đó là một thủ pháp để bà dùng tạo thêm bối cảnh như mong muốn cho tác phẩm của mình. Người phóng viên tiếp tục nhận định, vậy hóa ra bà thực chất là một nghệ sĩ chứ không chỉ là một nhiếp ảnh gia. Và bà đã tạo ra hàng trăm tác phẩm khác nhau với chiếc máy ảnh chính là cây cọ duy nhất. Dường như điều ấy lại đúng với tấm ảnh được ví von là bức ảnh của thế kỷ của Messi và Ronaldo. Vài giờ sau khi tác phẩm được đăng tải rộng rãi, Louis Vuitton chia sẻ đoạn video hậu trường của bức ảnh. Qua đó, người xem thấy được quá trình thực hiện của tấm hình này. Nhưng bất ngờ thay, thành phẩm cuối cùng dường như lại là một sản phẩm được ghép từ hai bức hình khác nhau bằng Photoshop. Bởi lẽ, Ronaldo và Messi không có mặt tại cùng một thời điểm và địa điểm. Trong đoạn video hậu trường dài hơn một phút, hai huyền thoại của làng túc cầu tỏ ra thích thú khi gặp nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz. Tuy nhiên, không có khoảnh khắc nào cho thấy Messi và Ronaldo trực tiếp gặp nhau. Nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz đã chụp từng người, trong đó Messi xuất hiện bên cạnh bộ cờ vua. Video tiết lộ khung cảnh đánh cờ chỉ có một mình cầu thủ người Argentina, không xuất hiện Ronaldo. Thậm chí, ngay cả chiếc vali được dùng làm bàn cờ cũng được chỉnh sửa trên ảnh chính thức so với ảnh thật. Trong video này, cả hai đều cho rằng tham dự World Cup lần thứ 5 là thành tựu lớn trong sự nghiệp quần đùi áo số. Theo Messi, chiến thắng đáng nhớ nhất của anh đã được người dân Argentina ca ngợi. Còn với Ronaldo, đó là khoảnh khắc giành danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Sau khi video hậu trường được chia sẻ, đa phần người hâm mộ tỏ ra thất vọng. Nhiều người hâm mộ đã chia sẻ rằng họ cảm thấy bị lừa dối khi hai siêu sao bóng đá không thực sự ngồi cùng nhau. Nhưng việc Messi và Ronaldo có cùng nhau chụp hình để tạo nên khoảnh khắc thế kỷ hay không cũng không quá quan trọng. Bởi lẽ, cả hai huyền thoại này đều đã đăng tải bức hình này lên trang cá nhân của mình như một hàm ý cùng nhau thúc đẩy tinh thần cho kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ. Quan trọng hơn hết, trong buổi phỏng vấn giữa Ronaldo và Piers Morgan đã gây nên tranh cãi trong thời gian gần đây, đích thân Ronaldo đã dành những lời tốt đẹp cho Messi cả trên phương diện cầu thủ lẫn con người. Một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy có đôi chân ma thuật ở trên đỉnh cao. Chúng tôi chia sẻ đỉnh cao trong 16 năm qua, vậy nên tôi có mối quan hệ rất tốt với Messi. Tôi không phải bạn cậu ấy như kiểu đến nhà nhau chơi hay tâm sự qua điện thoại, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi giống như đồng đội. Cậu ấy là gã mà tôi thực sự tôn trọng về cách Messi luôn nói về tôi. Ngay cả vợ cậu ấy hay bạn gái tôi, họ luôn nói những lời tôn trọng và họ đến từ Argentina. Rất tốt, tôi sẽ nói gì về Messi? Một chàng trai tuyệt vời, người làm những điều tuyệt vời cho bóng đá.
Có thể Messi là cầu thủ hay nhất tôi từng thấy, có thể là Zidane nữa. Nhận xét của Ronaldo phản ánh một sự thật, đó là từ trước đến nay, Messi chưa bao giờ có phát biểu nào tiêu cực về đồng nghiệp người Bồ Đào Nha. Messi thường nói tốt về Ronaldo. Năm 2020, huyền thoại người Argentina đã chia sẻ về đối thủ chuyển kiếp của mình. Trong bóng đá, tôi ngưỡng mộ Ronaldo. Có nhiều vận động viên đáng ngưỡng mộ như Nadal, Federer hay LeBron James. Môn thể thao nào cũng có những cá nhân xuất sắc và đáng ngưỡng mộ. Trong bóng đá có Cristiano, còn nhiều người khác nữa, tôi ngưỡng mộ những cá nhân xuất sắc. Cả Messi lẫn Ronaldo sẽ cống hiến hết mình cho kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ. Chặng đường huyền thoại của họ đã dần đi đến hồi kết, hệt như những nước cờ cuối cùng trong bàn cờ ở bức ảnh mà cả hai đã cùng góp mặt vậy. Giờ đây, việc tranh cãi giữa Ronaldo và Messi, ai mới là cầu thủ vĩ đại hơn đã không còn ý nghĩa. Mà những người yêu bóng đá như chúng ta nên tận hưởng những khoảnh khắc đỉnh cao cuối cùng của họ. Bởi lẽ, sẽ sớm thôi, thời gian mà cả hai thi đấu sẽ không còn nhiều nữa. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin đáng chú ý của Cảm Show về bí ẩn đằng sau bức ảnh thế kỷ của Messi và Ronaldo. Anh em có suy nghĩ gì về bức ảnh huyền thoại này? Đừng quên để lại quan điểm của mình bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên Cảm Show.